Hôm nay tôi sẽ kể về Nguyễn Thị Minh Khai. Đi qua đây mà không biết bà là ai thì hãy xem hết video này. Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những nữ chiến sĩ Việt Nam tham gia cách mạng từ rất sớm khi mới 16 tuổi. Năm 1930, bà gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách tuyên truyền, huấn luyện đảng viên tại trường thi, bến thủy. Bà được Bác Hồ trực tiếp huấn luyện về lý luận cách mạng, giữ vai trò rất lớn trong việc phụ trách tuyên truyền, huấn luyện đảng viên. Sau đó, bà còn làm thư ký cho Bác Hồ ở văn phòng chi nhánh Đông Dương thuộc Quốc tế Cộng sản. Có những tài liệu nói rằng bà từng là vợ của Bác trước khi lấy đồng chí Lê Hồng Phong là tổng bí thư sau này. Thế nhưng thông tin ấy cũng chưa được xác thực hoàn toàn, bởi với vai trò là người hoạt động cách mạng, bà luôn giữ những thông tin cá nhân hoàn toàn bí mật, không để cho kẻ địch biết, làm ảnh hưởng đến những người thân, ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng. Mặt khác, khi bọn địch cố moi móc thông tin thì bà luôn nói rằng bà không hề bị vướng bận bởi chuyện chồng con. Bà rõ ràng khẳng định người chồng duy nhất của bà là sự nghiệp cách mạng, một lòng một dạ với cách mạng, với đất nước. Điển hình cho tinh thần ấy chính là khi bà có cơ hội gặp chồng sau nhiều năm xa cách, nhưng bà vẫn phải coi như là người lạ. Cụ thể là như thế nào? Subscribe để xem phần 2 nhé.